Xin chào các bác, hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác tỉa hoa hồng khối trên đu đủ. Và về dụng cụ thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một con dao tỉa cơ bản. Và nguyên liệu là đu đủ xanh các bác. Và loại này là các bác nhớ là chọn cái quả đu đủ nó thuôn dài như này. Vì nếu mình khi thì mình tỉa bông hoa dưới này thì phần này rất là đặc ruột, dễ tỉa. Và các bác lưu ý là trước khi tỉa ấy, thì mình sẽ phải khứa qua vài đường dao để cho nó chảy nhựa ra. Thì mình tỉa nó dễ hơn và đỡ bị cái nhựa đu đủ nó dính vào tay các bác nhé. Đây, khứa vài đường này. Đó. Đợi nó chảy hết nhựa thì chúng ta sẽ bắt đầu tỉa. Và sau khi đu đủ nó chảy hết nhựa thì chúng ta sẽ bắt đầu tỉa các bác ạ. Và chúng ta sẽ chia ra, mà đây là cái phần đế này. Chúng ta chia ra 5 đường để tỉa cái đế của bông hoa. Đây là hoa hồng khối nhé các bác. Rồi, bây giờ bắt đầu đi này. Đây là cánh đầu tiên nhé các bác nhớ nhé. Trong khoảng cánh mình căn chỉnh ra đều vào. Bắt đầu lắc dao. Kéo vút cái đuôi này nó dài các bác. Quăng lách dao như này, đây. Một đường này, một cái phần đuôi các bác nhớ kéo dài nhé, bởi vì bản thân bông hoa hồng chúng ta sẽ cho ngắn như đây thôi. Đuôi có thể kéo dài mà nó dài hơn cái cánh hoa được. Khi mình đã đi được 5 phần cánh này, ta sẽ căn chỉnh cánh hoa mùa đông mình cho chỉ ngắn tầm này nhé các bác. Đó, mình lại đi ra vào đây. Cắt cái khối này xuống. Đó, đây là khối của nó. Bắt đầu chúng ta sẽ dọn cái phần này. Dọn cái phần chúng ta khi nãy vừa lắc dao. Về đu đủ thì các bác có thể là khứa ra xong rồi để được độ vài tiếng ấy, thì cho nó héo bớt đi. Mềm thì sẽ rất là dễ tỉa, cứng thì nó đường dao đi nó rất là khó nhé các bác. Bây giờ dọn tiếp. Chúng ta dọn hết phần vỏ xanh này. Đây là cái phần đế của nó này. Phần đế. Cái này mình sẽ tỉa cánh hoa, mình sẽ dọn cho nó thật là mịn vào. Rồi. Đặc điểm của cánh hoa hồng là chúng ta sẽ tỉa ra làm 3 cánh trên một bông hoa này. Đường cánh đi rất dài,
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở lấy cánh hoa thôi nhé. Chúng ta đi con dao này, check nghiêng đường dao thôi nhé, các bác đừng có đâm thẳng vào đây. Các bác nhớ góc độ của nó là nghiêng này thôi. Rồi em sẽ đi như này các bác này. Lưỡi dao này mỏng này thôi này, con dao nó ép vào cái mặt. Đây là một cánh này, nhìn các bác tưởng tượng cánh hoa hồng thật nó như thế nào thì mình đi như thế. Bắt đầu dọn này, nghiêng dao này. Khi nãy mình nghiêng vào bên ra bên ngoài này một chút để chắc ra, thì bây giờ chúng ta sẽ đứng ra. Cánh hoa đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ dọn mượt lại, đây là cánh hoa nhé. Gối ở đây một chút nữa này, xong đi sang đây là cánh thứ hai. Cong một đường. Cánh thứ hai, còn một cánh nữa. Các bác mà chưa chưa quen căn chỉnh ấy thì có thể là phác họa qua cái đường đi này, sau mình đưa con dao đi theo, như vậy là sẽ dễ dàng hơn. Vòng cánh thứ nhất này, các bác nhìn này. Bắt đầu chúng ta sẽ dọn tiếp phần bên trong. Các bác lưu ý là với cái loại hoa này ấy, thì cái vòng cánh đầu tiên là mình sẽ cho nó cao lên, càng các vòng về sau thì mình sẽ hạ thấp dần xuống nhé. Đấy, so le giữa hai cánh này. Thấp xuống một đoạn. Mình hạ từng tầng một. Em quên lưu ý với các bác một chút là khi mình tỉa trên dưa ấy thì cái bước đầu tiên của mình sẽ là đi đứng dao, sau đó nghiêng dao này cánh. Nhưng mà với cái kiểu tỉa khối này, hoa hồng khối này, thì chúng ta thay vì đi đứng dao, đây là mặt phẳng đứng rồi nhé, thì chúng ta sẽ hơi chếch ra con dao ra bên ngoài một chút, sau đó mình sẽ đi đứng dao. Đây là vòng cánh thứ hai. Ta sẽ dọn tiếp. Vòng cánh thứ ba nó sẽ lại thấp hơn một chút.
Các bác là hết sức lưu ý là mình sẽ chọn cái loại đu đủ nó đặc ruột đấy, thì khi tỉa ở bên trong này nó không rỗng thì mình dễ tỉa hơn. Đây, để phần này mình hạ dần xuống, không rỗng ruột quá thì lại không tỉa được. Các bác thấy không, từng cánh này cao dần xong rồi thấp dần, mình sẽ hạ làm sao cho nó hết hết khoảng trống để tỉa nhé. Với cái thể loại hoa hồng khối này mình sẽ tỉa nó với cái kích cỡ và kiểu dáng nó giống hoa thật, thì các bác là tỉa lưu ý là phải cho nó hạ sâu dần như này xuống và đừng để nó to quá, cái khối nó to quá nó không đẹp. Để hạ từng tầng một như này. Màu thì chúng ta có thể là thay vì thích màu trắng như này thì chúng ta sẽ có thể là nhuộm màu các cánh màu hồng hoặc màu xanh màu tím ấy. Và bây giờ đến cái bước hoàn thiện nhé, thì với các cái đài này ôm vào sát như này nó sẽ không được đẹp cho lắm nhé, thì mình sẽ lại đi lách cái đường dao. Lách cái đường dao đây, mình nghiêng nó ra. Các phần thừa mình sẽ cắt đi. Đây là hoàn thiện này. Hoa hồng khối này. Khi các bác tỉa tỉ mỉ thì cứ mo cái đường này cho mịn thì cánh hoa nhìn cho dễ hơn, mịn hơn. Đây, hoa hồng khối trên đu đủ. Chúc các bác thành công.